Dạ vâng, chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Sara Phong Tuyền. Hôm nay em đang có một bộ cờ rút này đấy, và hai chiếc yên để chia sẻ với các bác đây. Sau đây em sẽ đi vào hai chiếc yên trước đi các bác Ở đây thì em đang có một chiếc yên xeo le của Ý các bác nhé. Yên này thì nó là hàng lướt đã qua sử dụng, hình thức còn rất là mới các bác nhé. Đây là cái da của nó đấy các bạn này. Rất là mới các bạn. Made in Italia. Đế carbon các bạn nhé. Tem 7 màu này. Italia xeo le này. Đấy. Chiếc yên này thì để em đo xem. Đo cho các bạn. Cái chỗ to nhất thì nó vào khoảng 13,5 các bác nhé. Đó. Và chiếc yên này thì nó có chiều dài là 28 cm. Yên này thì mũi nó khá dài. Thích hợp với bác nào mà thích ngồi ở cái đằng mũi này. 28 cm, ở chỗ này thì nó 13,5. Yên này thì khá là êm. Đây. Mút của nó sờ rất sướng tay, da sờ rất là mát các bác nhé. Chỗ này nó dạng như là nhung này. Đó. Nó qua sử dụng rồi nên là cái gọng của nó sẽ có vết các bác nhé, có vết bắt vào cọc yên ấy. Chiếc này lên xe khá là đẹp, dòng XR xeo le. Chiếc này thì bán các bác 1,5 triệu 50 thôi các bác nhé. Đó, bao cho các bác là hàng xịn. Tiếp đấy thì em có một cái Spanline dòng body. Body đây nó có chữ chỗ đây các bạn này. Dòng này thì nó có cái lỗ thoáng ở đây. Spanline, chiếc này thì cũng còn rất là mới. Đấy. Chiếc này thì nó là dòng 143 các bác nhé, cái chỗ to nhất là 14,3 cm, còn cái chiều dài thì nó là 27 cm các bác nhé. Chiếc này thì nó cũng là hàng lướt rồi. Đây là nó cũng sẽ có cái dấu vết. Đấy, mình lắp đặt ở trên cái cọc yên các bác nhé. Đó, đế thì là đế carbon, hàng hàng chính hãng các bác nhé. Chiếc này bán thì cũng bằng cái chiếc xeo le các bác. Bán cho các bác bằng chiếc xeo le luôn. Đó. Và đây thì tiếp đến thì em có một bộ group của Shimano. Đấy. Bộ này thì có model là Shimano Ultegra 8050. Bộ này chạy điện các bác nhé. Bộ này chạy điện. Đó. Giờ mà các bác mà nâng cấp ấy thì mua điện mà chơi các bác. Chạy nó sướng lắm, nó nhàn lắm các bác. Một cái thì giá nó hơi mắc tí thôi. Nhưng mà chạy nó rất là nhàn, nó rất là sướng. Đó. Bây giờ thì đa số là mọi người nâng cấp group là toàn mua điện chơi thôi. Đó. Mua điện chơi cho nó sướng. Thì em sẽ đi vào chi tiết từng cái món một này. Em đi vào cái sợi xích trước đi. Đó. Ở đây thì em đang đưa cho các bác một cái sợi xích Shimano HG901. Đấy, loại này là loại Durac 9100 các bác nhé. Đó, hình thức còn rất là mới này các bác này. Đó, em đang bỏ vào trong túi bóng nữa. Còn rất là mới. Đó. Xích này. Đây là cái cục cục cắm để nạp với lại điều hướng chuyển số đấy các bác nhé. Đây. Cục này thì nó đút vào cái ghi đông, đút vào ghi đông, đút vào cái tay ghi đông các bác nhé, cái lỗ ấy. Còn đi bác nào mà muốn lấy cái cục mà gắn bắt vào bô tăng ấy, thì đây em đưa cho các bác cái cục này, em có hai loại để các bác lựa chọn. Đây cái cục tròn này ấy, thì các bác đút nó vào đây, đút vào đây, đó nhìn thì nó gọn hơn. Còn cái cục này ấy thì các bác cũng bắt nó vào cái bô tăng này này, nó giống như cái của em này này. Đó. Các bác thấy lấy loại nào cũng được. Đó. Nhìn cái con của em cũng đang chạy điện đấy, em bắt vào bô tăng. Đấy. Đấy. Các bác thích lấy loại nào thì em đi loại đây, em thì dễ thôi. Đây là cục pin của nó đấy các bác, pin.
Dạ vâng. Bình của rất là ngon các bác nhé, rất chi là ngon luôn. Tiếp đến thì tay lắp này, tay lắp các bác này. Đấy. Cao su nguyên bản luôn. Đấy. Những cái đôi những cái bộ group mà các bác để ý nhé, cái cao su này ấy mà nó còn đây này. Nó còn các cái đường chỉ này. Cái ô ấy, cái thứ như này là người ta xài rất là ít các bác nhé, xài rất là ít là người không nắm ở đây ấy, thì nó không bị mòn đấy, nó bị cũng có nhưng mà gọi là tí ti thôi đấy, còn mà nó đã mất cái nó mờ cái này đi rồi là người ta dùng rất là nhiều rồi. Tay lắp carbon, cái chỗ này carbon các bác nhé. Đấy, thì có dùng điện thì các bác cứ bấm ấy. Bấm ở đây là nó lên xuống thôi. Cái tay này là tay 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 lên xuống lít này. Đó, đây. Đó, cái này là xuống này, cái này là lên này. Đấy, cứ bấm thôi. Cứ bấm là nó lên xuống thôi, rất là nhàn. Đây cái này là sang đĩa đây. Đó, đây, cái cao su tay lắc các bác nhìn này. Đó, rất là mới luôn. Cái chỗ này thì nó bị đây nó bị rách mất tí chỗ này này. Đấy, không biết là nó bị quẹt vào đâu rồi các bác này. Rách mất tí. Nói chung là nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng đâu các bác. Các bác ví dụ như là mai kia xài một thời gian mà cái cao su này nó bị dính vào tay rồi, lại xuống cấp rồi thì các bác mua cái khác các bác thay vào, nó cũng rẻ thôi. Hà xịn của Shimano nó mấy trăm thôi. Nói chung là cái này thì không đáng để quan tâm lắm. Quan tâm nhất là cái phần hoạt động và những cái cái phần điện đó mà nó hoạt động cứ ngon lành là được. Cái nào thay được thì đây. Tiếp đến thì líp đây. Líp còn rất là mới. Cực kỳ đẹp luôn. Giá 8.000 này. Đó. Đây là ngàm thắng này các bạn này. Ngàm thắng rất mới các bạn nhé. Đây. Đây. Ngàm thắng cực đẹp luôn. Đó. Đây củ đề của nó các bác này, củ đề này. Cái củ này là củ dòng SS các bác nhé. À dòng GS. Dòng này thì các bác dùng được cho clip 34 luôn các bác nhé. Leo đồi thoải mái. Dòng GS là dòng tay dài rồi. Đây, củ đề của nó các bác nhìn này. Đẹp như mới luôn các bác. Đây. Bánh răng vuông rất là đẹp. Đây, cái tay đề này. Chưa thấy xước gì. Đấy, đây này các bác, những cái mà các bác đáng cần phải quan tâm ở đây những cái này, này. Đó, đây này, nó đẹp. Miết man luôn các bác. Đó, đây này. Đấy, những cái này là thay là nó đắt tiền này các bác này. Còn những cái thay vài ba trăm ấy thì nó tí tí cũng chả quan trọng gì. Muốn đẹp thì mỗi khác về thay. Đó, đây. Đó. Sang đĩa các bác nhé. Đây cái bộ giò dĩa này, dĩa 5236 các bác nhé. Đó, răng lợi này. Còn cực kỳ đẹp luôn. Đó. Giò là giò bao nhiêu đây? 172.5. Giò này đạp thì ok đây, lực. Đó, đây, giò dĩa rất là mới các bạn. Đây là cái sạc của nó đây. Sạc này thì các bác cứ cắm vào cái củ nạp điện thoại các bác là các bác sạc thôi. Đây em đã có hai cái, các bác thích lấy cái nào thì lấy. Sạc thì em rất là nhiều. Bác nào có nhu cầu mua sạc thì cũng cứ liên hệ với em bán cho. Đấy, sạc có này. Đây là dây này, đây là bộ dây. Đấy, bộ dây của nó đây. Cái này cắm nó dễ lắm. Bác nào chưa biết cắm thì có thể để em cắm trước rồi các bác về các bác để ý xem là các bác dỡ ra, các bác đi vào sườn ấy xong rồi các bác cắm lại thôi. Đấy, pin đây. Đó. Điện thì nó có một cái lợi thế là đây các bác nhé, lợi thế cái là đấy, cái xăng cái củ đề của nó di chuyển các bác này, toàn bằng cái khớp này nên là không phải lo bảo dưỡng các bác nhé. Còn cái thằng bằng cơ thì nó bằng lò xo. Đấy. Có nhiều bác đi về là các bác không hạ nó xuống cái líp bé ấy và không hạ cái xích các bác nhé. Đấy,
hạ cái xích nó xuống cái đĩa bé và cái clip bé là đi dùng một thời gian là cái lò xo này này. Lò xo này nó giãn là nó dẫn đến là cái việc chuyển số nó rất là khó khăn. Đấy. Còn cái thằng này thì nó bằng khớp hết rồi. Đó. Không lo bảo dưỡng, không phải sợ giãn lò xo các bác nhé. Đó. Kể cả cái tay lắc này cũng thế này. Tay lắc cơ là có dùng một thời gian là các cái khớp khiếc ở trong các cái là nó mòn với lại nó không bảo dưỡng được, nó két. Đấy, dẫn đến là nó hóc cái tay lắc này, nó hư tay lắc. Đấy, có khi cũng phải mua. Đấy, còn thằng điện này thì cứ vậy thôi, bấm vậy thôi. Đó. Loại này thì hư vẫn sửa được các bác nhé, hư sửa bình thường. Đấy, nếu mà nó nặng quá không ấy được thì mua tay mới. Cái tay lắc này thì nó cũng rẻ như cái tay lắc cơ thôi, rẻ như tay lắc cơ thôi mà mua rất là dễ. Đấy, kể cả cái củ đè này, sang đĩa này, mua được hết các bác nhé, pin này, mua được hết. Đấy, sạc thì đây em đầy này, trong kia còn mấy cái nữa. Dây dợ này. Dây thì thích mua loại nào có loại đấy. Cả cái cục này cũng thế này, cục này em đang có này. Đấy, cục này. Đấy, cục chia này. Đó. Chung là nó không phức tạp như các bác nghĩ là điện là nó phức tạp đâu, nó rất là đơn giản và xài nó cực kỳ bền luôn. Đấy, điện thì nó có cách đây mười mấy năm rồi, có những cái bộ cách đây mười mấy năm bây giờ vẫn đang xài bình thường, vẫn cứ ngon lành cành đào các bác. Xài điện thì nó rất là êm ái, rất là mượt mà ngọt ngào các bác nhé. Bộ này thì nó giá nó trên 30 tí. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ em, số điện thoại là 0936 525 998. Sau này em có đăng ký cả Zalo các bác nhé. Rồi em xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.